Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quân Thành. Và hôm nay các bạn thấy anh Bê Quân Thành ngầu như trái bầu đúng không? Đấy, hôm nay anh quyết định sẽ đi kiếm người yêu. Really nigga? Các bạn tin đi, anh không bao giờ nói điều. Hôm nay chắc chắn anh sẽ kiếm được người yêu trong Roblox các bạn ạ. Ấy trời ơi các bạn ơi, Bê Quân Thành sẽ ế đến già cho mà xem. Nếu mà Bê Quân Thành tìm người yêu thì mình sẽ vào phá đám. Ông tránh ra, các bạn ơi đừng chơi với ốc suốt ngày phá anh. Bảo sao anh ế ế, nhưng mà thực ra ngày xưa anh nghĩ ế là một xu thế của một người tử tế. Nhưng hôm nay quyết định không ế nữa, anh phải có người yêu, nên bây giờ anh sẽ đi kiếm người yêu. Trước khi vào video các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh và xem quảng cáo. Và bây giờ và xem là anh Quân Thành có thể kiếm được người yêu trong Roblox không nhá. À các bạn ơi, nếu bạn nào yêu quý anh Quân Thành thì đừng quên qua kênh TikTok của anh cho anh xin một follow đăng ký để theo dõi các video mới nhất của anh trên TikTok nha các bạn. Ok. Đấy, link mã QR để trên màn hình ấy, các bạn nhớ bấm điện thoại lên và quét để có thể follow được anh. Cũng như là hình ảnh kênh TikTok của anh cũng sẽ để bên luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đấy. Rồi, còn bây giờ vào video nhá. Có cô em gái nào đứng cạnh đây cho anh yêu một cái hôn chụt chụt chụt. Ôi, đằng sau anh có rất nhiều các em gái xinh tươi luôn các bạn à. À, Bê Quy Thành yêu đứa nào mình tán đứa đấy luôn. What? À, ông là đối thủ của anh các bạn ơi. Ông cũng bị phá đám anh. Phá đám luôn, đảm bảo em sẽ bẻ cong giới tính của các bạn. Ơi, trời ơi, không ổn rồi. Mình phải chiến thắng ông trong cái trò chơi này. Và để tán được các em gái này, không thể nào mà mình bây giờ mà đi ra đây đòi tán người ta được. Đúng, đấy đúng. Người ta vả cho vỡ mồm, người ta yêu đứa khác. Và ở đây có một đối thủ đấm mình ngã sấp mặt các bạn ạ. Không ổn rồi. Đấy, hay là bây giờ mình dùng một câu thả thính gì. Em ơi uống coca không? Uống coca xong yêu anh nha. What the hell? Đấy, đấy. Thả thính thế mà cũng đòi thả thính. Anh thế thì không bao giờ có người yêu. Nhìn em thả thính đâu, bạn này đâu, nha. Đâu, đâu, thả thính chưa? Trước khi vào chinh phục bạn gọi là bạn phay này thì xin phép được thả thính một câu. Đấy. Đâu, thả thính à? Mình sẽ cố gắng học giỏi toán để tính được đường vào trái tim của cậu. Tuyệt quá, tuyệt quá. Ôi, ơi, ảo thật đấy. Bắt đầu luôn, nhìn đây. Bị đấm vỡ mồm. Đấm vào mắt em mẹ này. Này, đã một phát bay ra biển luôn. Bạn phải yêu luôn. Ôi trời ơi, ảo thật đấy các bạn ạ. Vậy là ông đã có được tình yêu đầu tiên. Còn Bê Quân Thành vẫn chưa có ai yêu. Đúng là điều thật các bạn ạ. Và bây giờ mình phải tập luyện chăm chỉ ở đây. Mình phải đi tập gym để mình có một thân hình 6 múi. Bê Quân Thành 6 múi sẽ đi tán gái cực kỳ đơn giản. Đúng rồi. Ở đây còn có các chế độ gì đây? Dễ à? Bình thường à? Tập cái này được không? Ý là không phải tập mà đấy là lựa chọn cái bạn gái để mà chinh phục, hiểu không? À, em đang tập đẩy cơ chân Bê Quân Thành ạ. Đây, anh đang tập tạ để tay của anh to hơn các bạn ạ. 6 múi. À, đấy. Mình cũng có thể đấm boxing ở đây. Ui xổi, đấm boxing một phát đấy. Đây, nó... Tí nữa đánh cái thằng đối thủ kia bay tít ra biển luôn. Ở đây xem có cái gì đây. À, ở đây mình có cái gì đấy. Quà nhận luôn các bạn ạ. Rồi ok. Anh có quà gì? À, em còn có cả vòng quay này Bê Quân Thành. Để em quay nha, một phát 5 vòng luôn. Đây, anh đang nhận quà. Rồi, quay đi xem được cái gì không? Quay luôn. Spin. Được cái gì, được cái gì, được cái gì? Thú cưng, thú cưng. Ôi, được 20 team các bạn ạ. Không ăn thua, mình phải quay được con thú cưng. Quá phèn luôn các bạn ơi. Ai, nhân 300 lần sức mạnh à. Cũng tạm được. Tiếp, tiếp, tiếp. Thú cưng, thú cưng. Không được, thú cưng. Không được, thú cưng. Nhân 100 lần sức mạnh. Quá phèn. Rồi sao? Ốc quá quá dở các bạn ạ. Đi, thú cưng. Không được thú cưng. Nhân 300 lần sức mạnh. Thì cũng bình thường. Đã hết 5 lần chưa? Không, em còn một lần cuối. Ây à. Một lần cuối nữa thôi. Một lần cuối. Vâng, không được thú cưng. Không được thú cưng. Ôi, nhân 1% sức mạnh chán qua đi thôi. Cái tươi nhờ. Đây, anh vẫn đang tập tạ chăm chỉ đây các bạn. Đây lại có cái gì đây? Lại nhận. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ đi ra tán em gái đầu tiên. Đấy. Ôi giời. Em gái đấy em chinh phục được rồi. Anh không chinh phục được nữa đâu. Này cô em gái cực xinh, yêu anh đi. Nếu em không yêu anh thì anh yêu em. Này, này cô em gái cực xinh, nếu em không bị thần kinh thì đừng yêu anh. Cái gì đây không? Không được. Ai, bây giờ mình phải đấm đối thủ của mình. Thằng áo vàng đúng không? Thằng áo vàng bay ra biển. Vậy là mình đã có người yêu đầu tiên. Cực kỳ là cutie phô mai que. Má đỏ hồng hào không bẩn tí nào. Vào hôn cho cái. Ôi dồi ôi.
kinh quá. Bây giờ tình yêu lên các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ vào đây mình chống đẩy đấy các bạn. Ấy, gặp bụng. Cái này không phải là chống đẩy. Gặp bụng. Ôi giời. Đấy, gặp bụng đây các bạn. Đấy, tập luyện theo gì? Gặp đặc quá. Ha, bây giờ mình sẽ mở trứng, mình có thể mở được quả trứng ở chỗ trái tim vì mình có 37 trái tim các bạn ạ. Open một quả trứng. Quả trứng gì? Quả trứng con mèo. À, được con mèo gì? Để anh mở xem anh được cái gì nào. Quả trứng con mèo. Anh được quả trứng con gì? À, anh được elephant con voi các bạn ạ. Bây giờ mình nghĩ là mình đến tán em tiếp theo luôn. Em tiếp theo thì tên là Lisa các bạn ạ. Nhưng mà Lisa này là Lisa bình thường chứ không phải là Lisa Blackpink đâu nha. À thế à? Xem ốc có tán được không? Ốc chắc là không, nó không yêu đâu. Đây. Nó chêu. Bây giờ em sẽ thả thính. Thả thính à? Ờ. Em Lisa ơi. Hình tam giác. À nhầm. Nhầm, quay lại. Ôi trời ơi. Quay lại à? Ôi. Em Lisa ơi. Hình ba cạnh là hình tam giác. Vậy em yêu anh có phải là ảo giác không em? Rất ảo các bạn. Bán luôn tiếp để bán luôn đấy. Ủa tên này to quá các bạn ơi. Trời ơi sao rồi. Nghe đến to này. Thả thính chất lượng chỉ một cú kích pha là nó bay ra biển luôn. Ôi trời ơi. Các bạn ơi thôi. Mình thấy thằng đối thủ thứ hai to là bây giờ mình phải ra đấm tạ luôn các bạn. Phải đấm tạ luôn, tí đấm vào cái mồm thằng đối thủ để còn cướp được người yêu các bạn ạ. Đúng rồi đấy. Cực cay luôn rồi. Rồi bây giờ thử ra xem là ai nhận quà tiếp này. Đây, đấm liên tục các bạn ạ. Đấy, rồi ok. Sau đó bây giờ đi tán em Lisa. Úi giời, lại tán em Lisa. Đây. Này em Lisa, yêu anh nha, yêu anh suốt ngày được cười. Đấy. Thì người ta suốt ngày được cười. Cười tức là vui rồi các bạn đúng không? Này, úi giời, bạn này cực kỳ xinh rồi này. Úi giời ơi, gấu bông màu hồng này. Má đỏ hồng hào. Úi giời ơi, dâu tây các kiểu, tai cực kỳ cute. Phải có được bạn này rồi các bạn ạ. Người yêu thứ hai. Ôi, thằng này to cao thật. To cao đen hôi. Ôi nó đấm mày một phát ngất trên cánh quất các bạn. Đồ ăn hại. À quên mất, anh còn có thú cưng anh chưa lắp vào không ạ? Ôi trời ơi. Anh có thú cưng con voi hả? Ờ. Thôi kệ Bê Quý Thành đi. Mình xin phép được chinh phục luôn em Đeo La. Đấy, trước khi chinh phục em Đeo La thì mình lại xin thả thính em Đeo La bằng một câu lại liên quan đến một toán. Hôm nay anh học toán hình. Tròn vuông không thấy toàn hình bóng em à. Rất ảo à. Tán luôn. Ôi ôi, em Đeo La này có ui, có crush kiểu như là cầm kiếm đấy, không đơn giản đâu. Ôi, nó cầm vũ khí luôn hả ông? Ờ thôi em đi luyện tập tiếp đây. Chết rồi, không tập được cái này, anh quyết định là đi ở đây là có đẩy tạ này các bạn. Đấy, đấy. Kéo. Ơ sao không kéo được? Ảo thật đấy. Không, mình đi mở trứng đi các bạn ơi, mình đi mở trứng để tìm kiếm cơ hội. Anh cũng có 5 vòng quay này, bây giờ anh sẽ quay xem được cái gì nha các bạn. Quay ra cái gì, di cái ra, ra cái gì, ra cái gì. 20% tim. Trời ơi, ít. Nào, nào, được con gì? Được thú 1,5%. Không được, được 40% sức mạnh. Rồi, quay tiếp, được cái gì, được cái gì. Được cái gì? À, được lọ thuốc gì đấy các bạn ạ. Mình không biết là thuốc để dùng làm gì luôn. Bây giờ ném thuốc vào đầu phát em ấy yêu mình, ném thẳng đầu em ấy luôn. Đây rồi, lại được cái gì nữa đây? Ồ, ở giữa à? Giữa có tính không? Ồ, giữa là tính cái gì à? Ây giời ơi, rõ ràng cái mũi tên nó chỉ ra có 0,01% mà nó cho mình trái tim. Hiểu kiểu gì? Cực điêu các bạn ạ. Số rồi. Số rồi, bây giờ mình sẽ vào cửa hàng này. Ở đây có những cái con thú rất là VIP Pro ấy. Và các bạn đã xem quảng cáo rất nhiều cho anh VL lần trước. Đây là hôm nay lại có Robux để mua những vật phẩm siêu xịn sò trong game các bạn ạ. Đấy, cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. VL này các bạn thấy quảng cáo là trên VL, các bạn đừng bấm chữ bỏ qua mà hãy xem hết luôn cái quảng cáo đấy. Okay. Xem nào. Ui, con này 1000 Robux. Ây giời. Double trái tim ấy, double sức mạnh. Bây giờ mình có nhiều trái tim thì dễ yêu hơn hay là có nhiều sức mạnh thì dễ yêu hơn nhỉ ông nhỉ? Sức mạnh. Hay sức khỏe? Sức mạnh. Sức mạnh cái hình cơ bắp ấy. Ờ. Thì cái đấy luyện tập mất nhiều thời gian. Còn đúng cái rồi. Thì hình tia sét thì có thể uống được. Thế thì anh mua luôn cơ bắp vì mình có 6 múi tán gái nó dễ hơn. Đúng, hợp lý. Đấy. Rồi xong, ngọt ngào luôn các bạn. Trái tim này thì chắc là mình không cần rồi. Ừ. Mình sẽ quyết định mua một con thú cực kỳ VIP ở đây. Ờ.
Đây bây giờ sẽ mở. Chính là con 349 à? Đúng. Ai cái đấy mở trứng, đừng mở trứng, mua luôn đi. Biết đâu lại vào con đều thì sao? Mua luôn được hả? Đâu? Mua luôn ở bên kia kìa, những con xị này đấy. Con đấy, này 7.000 nhỉ. Con này cơ hội là x bao nhiêu nghìn nhỉ? Ai biết cơ hội bao con nhiêu. Con này là baby, con này là 16, 30, 80. Con này là x500. Con này x2.000. Wow. x500 thôi. X500. Ồ, nó cũng khá là đắt đi các bạn ạ. Đắt chứ gì nữa. Nhưng mà mình muốn hay về mở trứng cho nó hên xui. Ờ, hên xui nó mới vui. Đúng rồi, xem cái này chẳng lẽ hôm nào cũng đen. À, từ từ. Hên xui tỏ lạ. Từ từ nhận quà đã các bạn ạ. Ấy, sắp có một con thú nữa rồi này. Rồi, từ từ đó, vào sờ to này. Vào quay xem hên xui được cái con gì nha các bạn. 349 Robux. Tịch 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 tịch. Tịch 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 tịch. Ra cái gì? Ra cái gì? Wow, trông ngầu thế, không biết có xịn đâu. Xịn phết, xịn gần biết. Gần biết các bạn ạ. Thôi không sao, có thú còn được, được rồi. Trông con này cũng ngầu. Mang đi tán gái đảm bảo là các em đổ như điếu đổ. Kinh đấy. Đấy, xài. Anh có con thú cưng cực kỳ ngầu này. Yêu anh đi, đảm bảo là em sẽ được chất như quả đất luôn. Đấy, kéo ta. Đấy, kéo tạ, sức mạnh cơ bắp tăng cực kỳ nhiều luôn. Đúng rồi. Rồi, bây giờ đi tán em thứ hai. À, thứ ba rồi. Em này váy hồng nhá các bạn. Rồi, váy hồng chứng tỏ chưa có chồng. Đây, em đấy, vương đấy miệng lắm. Luôn, ừ. Ui giời, trái tim đấy, nhìn anh trái tim đầy người luôn, chắc yêu lắm ấy. À, này em áo hồng, nếu em muốn lấy chồng thì đừng thì lấy anh. À. Ôi giời ơi, tả tính phèn thật. Đây, ôi thằng này có kiếm luôn. Ờ. Đối thủ. Sao mày ngu thế hả? Đối thủ gì, đối thủ tào lao. Thằng nó mạnh thế trời, mình mới có 2.3 sức mạnh, mình quá yếu các bạn ạ. Ồ, mình chọn được cái này mạnh không? Ôi, yên tâm, anh sẽ lấy được em đấy luôn, bây giờ bắt em ấy làm người yêu luôn. Rồi này, ok, anh đã sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Đâu rồi em áo hồng, à em váy hồng cực kỳ cute, anh đến đây. Thằng kia mày có kiếm đúng không? Mày có lên mày được đấy, thả tim cho anh yêu luôn. Yêu ấy rồi, vậy là có thêm một người yêu. Anh cái này đã có 3 người yêu rồi. Ui em này 63k sức mạnh. Ui em này trông như thiên thần nhá, không hề giống con đần tí nào ấy. Mình vẫn đang luyện tập các bạn ạ, mình vẫn chưa chinh phục được cái em thứ ba kia. Em này là princess các bạn ấy. Công chúa đấy, nàng công chúa đấy. Công chúa hay múa. Rồi đây là đây là, ui đây là gì đây? Tập chân à? Ừ đúng rồi, tập chân lên. Cho chế độ mạnh nhất đi, tập cho nó khỏe. Ôi. Medium chỉ là trung bình thôi, extreme mới là mạnh nhất. Đây, extreme mạnh nhất này. Hết sức rồi à? Hết sức rồi các bạn ạ, mình đi tập cái khác. Mình mở được một quả trứng may mắn này, không biết nó ra con gì. Ra một con butterfly các bạn ạ. Butterfly là con bướm bướm á. Wow. Rồi. Trang bị 3 con, mình có 3 thú cưng luôn. Đây, anh đu xà này các bạn ơi. Sao không đu được xà hết sức rồi ốc? Ủa sao anh không đu được xà ốc, anh yếu quá rồi. Anh quá yếu luôn chứ gì. Không ấy được nữa. Bây giờ anh cần phải làm gì để có thể tăng được? Bây giờ mình tiếp tục đi chinh phục lại cái em thứ ba, đó là em đeo la các bạn ạ. Đây, anh cũng vừa nhận được một con pet free này, anh đeo vào luôn. Thế anh có 3 con pet. À, tên cầm kiếm này, ta quay lại đây. Chiến đấu bánh người ra biển luôn. À, được lắm. Mình có nên chinh phục em princess không? Không, em princess này cần phải luyện tập nhiều hơn. Ồ rồi ốc ơi, bây giờ mình cần làm gì để tăng được cái tập luyện này nhỉ? Anh tập full rồi, không biết tập kiểu gì nữa. Tập full là sao? Đây, mấy cái này nó không cho anh tập nữa. Đấy. You are too... Ai bảo là không cho anh tập, mà là anh yếu quá ấy chứ. Đồ ngu. Bây giờ cần làm gì để khỏe hơn? Cần ăn vào. À, ăn à? Ờ. À. Bây giờ nhá, đi đến cái chỗ xe hamburger, mua một cái đồ ăn xịn hơn đi, cứ uống coca thế làm sao mà tập được. Đâu xe hamburger. À, hóa ra là mình phải mua đồ ăn xịn hơn thì mới có sức để tập. Đúng rồi, chứ còn gì. Mua cái này bằng ui mày... uống trà sữa có uống coffee các bạn ạ. Thế thì anh đợi để uống coffee được. Bây giờ mình sẽ chuyển sang ăn bánh mì. Anh ăn bánh mì thôi các bạn ạ. Ăn bánh mì không còn uống coca nữa. Ôi, làm quả bánh mì này thì gọi là đầy sức để tập luôn. Đúng rồi, yếu quá không tập được để mình bảo là tao lạ. Đấy, rồi ok, bây giờ là đi tập chân. Tránh nha. Tôi mà tập này phát tôi tán các em thì có đổ dạp hết xuống. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Sợ chân này, gọi là chân này phải chân to như chân voi luôn các bạn ạ. Ha, chuẩn luôn đấy chứ. Rồi ok, đang tập rất là chăm chỉ để tán được em gọi là công chúa hay múa. Mình sẽ tiếp tục mở trứng, mở một quả trứng 50 trái tim. Open.
Mở được cái gì không ốc? Mở được con cáo này, Fox. Ui giời. Để mình sẽ trang bị những con tốt nhất vào. Đây, bây giờ anh đi gặp bụng. Đấy. Ui giời. Đấy, gặp bụng phải gặp bụng kiểu nặng nhất. Ôi, hết sức con các bạn ạ. Thế là phải ăn nhiều hơn. Đúng, đúng. À, anh nghĩ là anh phải mua cả cái X2 năng lượng các bạn ạ. Cần phải có năng lượng mới luyện tập được. Và X2 cả cái cơ bắp. Anh mua cái X2 cơ bắp chưa? Anh mua X2 cơ bắp rồi. Bây giờ anh sẽ mua X2 năng lượng các bạn ạ. Ok luôn. Đấy, tuyệt vời ông mặt trời luôn nha các bạn. Sợ. Phải có sức khỏe các bạn. Đấy, à. Rồi có sức khỏe chính là cái hình tia sét này, tia chớp này các bạn này. Đấy. Phải có năng lượng để luyện tập. À, bây giờ là mình có 40k, mình sắp uống được coffee để tập luyện. Sao lại uống coffee tập luyện cái này nhỉ? Ai biết. Đây, ra đấm bốc cái các bạn ơi. Rồi, đấm bùm, 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 bùm. Võ công vừa giỏi, cơ bắp vừa to. Ôi, anh sắp chinh phục được cái em ấy rồi đấy, em mới nhất rồi đấy. Yên tâm đi, anh sẽ chinh phục em Preset đó. Ờ đây, anh sẽ chinh phục em kia. Em Preset. Em đấy là 63k đúng không? Ờ, thôi anh chinh phục được luôn rồi. Chẳng phải chắc chắn là mình chinh phục được. Rồi, luyện đấm bốc cực căng rồi. Bây giờ đi đấm cái thằng đối thủ. Này, cô em gái cực xinh, trông em cực kỳ lung linh. Nếu em không yêu anh, trông em sẽ biến thành con tinh tinh. Mày bị điên à? Ôi giời ơi. Đây, nào, ôi da, dân chơi rồi đâu quá. Đâu với dân chơi đeo kính thua rồi, anh thua rồi. Thua thế nào được? Thua rồi, tích cực lên, đúng rồi. Yeah. Mày bay ra biển đi. Vậy là đã yêu được công chúa các bạn ạ. Em ăn bánh mì không? Bánh mì không? Yêu cái cho tao thật sự. Ăn bánh mì đi, là anh có quả bánh mì to như cái mặt em. Rồi các bạn ơi, đây. Ui, Angel, thiên thần các bạn ạ. Mình đã sắp yêu được cả thiên thần rồi. Ê, thử vào chinh phục xem là đối thủ là ai. Ui dồi, đối thủ là ai đây? Vị thần ạ. Đối thủ quế đá bắt rất trên cánh quất luôn các bạn ạ. Ui, cái này cần phải luyện tập chăm chỉ hơn các bạn ơi. Mình phải đi gập bụng. Ốc vẫn đang đi kéo tạ nhưng mà ốc vẫn chưa được ấy, được em thứ tư rồi. Đây, anh đang gập bụng đấy các bạn, yên tâm đây, gập bụng. Cực kỳ ngầu các bạn ạ. Mình phải chiến thắng được đấy. Em mình đang kéo tạ. Mình sẽ chinh phục em Preset. Yên tâm điếu, anh sẽ chinh phục được em kia đấy. Rồi, tập gập bụng thế rồi, bây giờ đu xà. Đấy, nãy giờ chưa đu xà phát nào. Đấy, để cho em ấy thấy mình là một người rất là chăm chỉ tập thể dục thể thao. Các bạn ngoài đời cũng nên chăm chỉ chơi thể dục thể thao thì các bạn mới có sức khỏe tốt được. Quá chuẩn luôn. Đấy, các bạn có thể đi bộ này, chơi đá bóng này, chơi cầu lông này. Tất cả các môn thể thao đều rất tốt cho sức khỏe. Chứ đừng ở nhà bấm điện thoại, như thế là không tốt đâu. Đúng rồi. Đây, đu lên. Ủa, sao không đu được nữa hả? Hết sức à? Đây, đu đây. Đây, các bạn ơi. Đang lên xà. Đấy, các bạn ơi, anh Minh Quân Thành ấy, chăm thể dục thể thao anh nên xà cứ như kiểu là phát một. Lên từ nãy giờ chắc phải được mấy nghìn cái rồi. Đó, chắc là mình bốc phét chứ chắc cũng được 100 cái. Đấy, các bạn bảo anh Minh Thành bốc phét. Đấy, hết sức 4 giây này. Đấy, phải nghỉ một tí. Đấy, mới lên được tiếp. Đấy không? Tập cái này hơi lâu, đu xà hơi lâu các bạn ạ. Đấy, tí yêu được các em anh ngồi giữa cái chỗ này, xong rồi các em ngồi xung quanh nên là có quá nhiều người yêu luôn. Em đang ôi giời ơi. À, bây giờ đi tập cái gì ạ? Tập tạ đi các bạn. Đây, phải dùng chế độ tập mạnh nhất, hiểu không? Đấm bốc này. Đấy. Đây, đang tập ốc rồi. Ốc vẫn đi đấm bốc hả ốc? Ốc đang đấm bốc, hình như đấm bốc không được nhiều cái sức khỏe lắm đâu các bạn ạ. Nâng tạ xem nào. Ôi giời. Ốc đang nâng tạ các bạn ạ. Mình rồi. Đang tập luyện rất là chăm chỉ để tán được cả thiên thần cơ mà. Có đâu phải đơn giản đâu. Bạn bị kinh rồi. Đây, xem nào, đây có gì đây. Ủa, mình có thể lắp được mấy cái này vào hả? Ui, anh lắp các loại nhẫn, các loại này vào. Chắc là anh VIP cực kỳ rồi. Trông người toàn nhẫn kim cương, chắc các em đổ rạp các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chinh phục em Preset bằng một câu thả thính mình lại vừa tìm được ở trên mạng các bạn ạ. À, gì đấy? Đó chính là cậu phụ đạo cho tớ môn toán hình nhá. Bởi vì tớ đang bí ở hình trái tim. Yeah. Trời ơi, là chinh phục luôn. Trời. Dân chơi câu, à? Nó đã ghét học toán rồi, em nói câu đấy xong nó bỏ luôn. Dân chơi này, xúc phát ra biển luôn. Ây da, ông cũng có thể là đã cướp luôn của anh em gọi là công chúa rồi à? Princess rồi à? Đúng rồi. À, không bê được rồi các bạn ạ. Tán em nào, mình tán em đấy luôn. À, ông đã cướp người yêu của anh, cực cay các bạn ạ. Rồi, đây rồi. Mình sẽ tiếp tục mở chứng à? Đây, mình đang tập luyện các bạn ạ. Rồi, ok, bây giờ là mình rất mở là... chứ.
Anh nghĩ là anh sẽ phải ăn cái quả gì cho nó pizza thì các bạn này ngoài trông. Ông ơi. Gì? Anh ăn được pizza rồi ông ạ. Nice. Được đấy. Ôi giời, ăn quả pizza ngon lắm. Pizza thì có nhiều sức này. Pizza này là pizza xúc xích à? Pizza xúc xích các bạn. Kéo tạ này các bạn, được à, nhiều. Không vừa tập vừa ăn được nhỉ ông nhỉ? Đúng rồi, không vừa tập vừa ăn được. Thế đau dạ dày đó. Ồ, cái này đi đâu đây? Mình sẽ mở tiếp, trứng tiếp. Ôi nó lừa anh không ạ? Mở được con lợn này. Ôi lại là con cáo. Mình đã có con cáo rồi mà. Trời ạ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem để trang bị thú cưng tốt nhất các bạn ạ. À vẫn là những con thú cưng đấy thôi. À mình có thêm con Swin. Nên mình sẽ trang bị con thêm con Swin nữa. Đó vậy là mình đã đó có khá là nhiều sức mạnh. Bây giờ mình sẽ đi kéo tạ. Này anh cũng đi kéo đấy ông ơi. Anh phải chăm chỉ. Anh phải dành một phát gọi là từ từ đây xem nào. Bây giờ là mình phải cố gắng tập để tán được em cuối cùng. Hôm nay anh phải tán được tất cả các em ở đây các bạn ạ. Mình không thể thua ốc được. Tán tất cả các em mà tào lao. Tào lao thì tán hết đây. Xem Evan được tặng cái gì đây. Đó là không cho tặng à? Ai dạ. Em thiên thần nghe mấy chỉ số để con biết. Em thiên thần kia đó phải là 400. Thế á? Thế thì ốc có mà tập tụt quần. Công nhận. Đây rồi, bây giờ nếu mà muốn nhanh thì phải đầu tư em hiểu không? Đấy, em vào shop em mua một cái gì đấy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. X500 được chẳng hạn, 599 cho book X500. Đấy, 80 này. Sức mạnh X30. Ui giời, mấy con này phèn phè. Nhận hết đồ luôn. À quên mất nãy giờ không đi mở trứng. Đấy, bây giờ một quả trứng này xem nào mình có bao nhiêu cái ấy rồi. Bây giờ mở được quả trứng là 50 tim này, 200 tim này. Ui giời. Ok các bạn ơi. Mình quyết định là đi tán em lại một lần nữa để có thể có thêm tim. Tán lại à? Lại còn tán lại nữa. Để lấy thêm tim. Mình tán thêm một lần nữa các bạn. Đấy, sẽ là được tăng bao nhiêu tim này? 300 rồi. Anh sẽ lấy mở được quả trứng 500 tim. Anh sẽ có một con thú VIP hơn thì giúp anh có thể nhanh hơn. Đấy, đá tên này gọi là bay sấp mặt luôn. Đấy, một lần nữa thôi. Đấy, cổ vũ giờ em kia, em gọi là em công chúa cổ vũ cho anh rất nhiệt tình đúng không ạ? Ốc vẫn còn ăn bánh mì, đúng loại không ra gì. À, con chó này. Đây, xem anh này, đây. Mở quả trứng ra cái gì? Ra con gì đây? Quả, ra một cái con gì ấy? Con chim. Chim cánh cụt. Chim cánh cụt các xem bạn. Xem nó nhân nhiều không? 5.63. Ôi, bỏ con này ra đi. Con này còn cùi hơn các bạn ạ. Đây, mình dùng con này nó còn đỡ. Mở mãi ra con cùi quá thì thôi. 16, 5, 5. Ôi giời, cùi quá các bạn ơi. Mình không thể như thế này được, mình quá phèn. Các em mới chê rồi. Em thiên thần chê mình các bạn ạ. Rồi. Chê. Bây giờ mình sẽ đi mở trứng 500 tim. Rồi, đấm. Mở. Anh đi đấm bốc đi ông ơi. Kệ ai em mở trứng đây. Ôi giời, anh đấm bốc khỏe quá này. Em kia sắp đổ rồi. Nhìn anh quả đấm bốc như kiểu là siêu nhân thế này. Ui rồi, chỉ số đang tăng rất nhiều các bạn ạ. Đợi anh một xíu nha, anh đấm bốc, anh khỏe, anh sẽ ra tán em thiên thần. Đấy. Ghê vậy. A few moments later. Các bạn ơi, mình tập từ nãy giờ mà mình mệt quá, rung xà các kiểu con đà điểu luôn. Rồi, chuyển sang môn thể thao gọi là gấp, rồi ok, gấp, đấy, ui rồi. Mình thì chán quá, mình đang ngồi ăn các bạn. Đây các bạn ơi, ốc thì chỉ ăn thôi. Ốc thì vào đây chỉ là nhân viên gọi là ăn thôi các bạn. Đấy mình đạp ấy, mình tập các kiểu. Nãy giờ các môn thể dục mình tập hết. Đấy, mỗi môn mình tập một tí. Sau qua mình qua đây mình kéo tạ tay. Đấy, để cơ bắp tay nó to như kiểu tay của người khổng lồ. Ui, hình như anh chinh phục được em thiên thần rồi đấy. Ờ, anh có vẻ là chinh phục được em thiên thần đấy. Đây bây giờ anh luyện võ một tí. Đấm bao cát. Ây da. Đấm bao cát. Upa isha, upa isha, upa isha, upa isha là beatbox luôn. Có nghe chưa? Nghe chưa? Ok, bây giờ đi ra tán em thiên thần. Đây là thời cơ của Bê Cô Thành. Em ơi, em ăn, mời em ăn miếng pizza. Em phải yêu anh nha. Sao? À. Đúng rồi, đấm thằng kia. Thằng tóc dài đúng không? Ủa, nó khỏe. Khó đấy. Nó khỏe vậy các bạn. Thua rồi, vẫn lại, thua. Lại. Mình đấy là mình được gọi là mình sơ sẩy thôi. Đây. Đúng rồi, cố lên. Mày à, bay ra
biển chưa? Vậy là amazing, good job em. Người cuối cùng, một đảng thiên thần không hề đần đã thuộc về B Quý Thành. B Quý Mình Thành phải đã... ra phá mới được. B Quý Thành đã có người yêu mới. Thôi. Nào em... xem ông có cướp được không? Phá luôn. Nào xem ông có phá được không? Phá luôn á. À, ông bị nó đạp gã sấp mặt xuống đất. Trời ơi, gã sấp mặt quê. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay mình có thể đã tán được rất nhiều người yêu. Ông cũng đã phá được của anh 4 người yêu, nhưng cuối cùng không thể phá được người yêu thiên thần không hề đần mà cực kỳ là xinh gái. Cu te hột me phô mai que tỏ tí đe con bò kéo xe. Rồi chúc các bạn ơi, chúc mừng Baby Thành đã có người yêu trước Noel. Đúng rồi. Và nếu các bạn thấy thích video thì đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ Baby Thành và ông làm thật nhiều em mới nha. Còn bây giờ anh rủ người yêu thiên thần của anh đi chơi đây. Em ơi đi chơi với anh. Em ơi đi trốn với anh. Em ơi đi trốn với anh. Mình đi đến vâu ấy các bạn ạ. Ờ, mình đi đến nơi có xích đu màu hồng. À thôi, đến nơi xích đu màu hồng chết mất thôi. Sau đó em lấy anh làm chồng. Ôi giời ơi. Thương quá hay. Thôi bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye, bye.